Kiểm quà cưới sau đám, chú rể phẫn nộ đăng đàn phốt anh em thân thiết da dẻ, tặng hai chiếc nhẫn vàng giả. Mặc dù là một hành vi thật bất lịch sự, nhưng cư dân mạng vẫn thống nhất khuyên chú rể nên đóng cửa bảo nhau chứ không nên làm rùm beng thế này. Trong đám cưới người nhà hoặc bạn bè thân thiết, nhiều người thường chọn vàng để tặng cô dâu chú rể vừa ý nghĩa vừa có giá trị cao. Tuy nhiên, mới đây, một chú rể ở Thanh Hóa bức xúc đăng tải trên trang cá nhân về món quà cưới dở khóc dở cười của mình. Cũng là nhẫn vàng, nhưng vàng này lạ lắm, thu hút sự chú ý của nhiều netizen. Cụ thể, tài khoản CPA đăng tải trên trang cá nhân. Trong bức ảnh được chú rể đăng tải, cặp nhẫn cưới nhìn y như vàng thật, còn được gắn cả mã vạch. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường khó mà phân biệt được thật giả. Dưới phần bình luận, nhiều người còn hỏi lại chú rể đây là câu chuyện thật hay đùa. Chàng trai cũng khẳng định đây hoàn toàn là sự thật. Chính anh cũng không ngờ đám cưới là ngày vui của mình mà lại xảy ra tình huống này. Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của nhiều netizen. Không ít người chỉ trích hành động của người tặng quà. Nếu tặng vàng, chắc hẳn là người cực kỳ thân thiết với cô dâu chú rể, tại sao lại làm ra hành động này? Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng cô dâu chú rể nên trao đổi thẳng thắn, có thể họ không hề biết hai chiếc nhẫn đó là vàng giả. Tinh tế hơn thì liên hệ với nhau nói chuyện thôi, đưa lên đây làm gì, sau còn cơ hội thì để trả lại, còn không thì trước đi, rồi thì nói rõ quan điểm. Người đi vàng chắc hẳn thân thiết anh em trong nhà. Thôi em, mình biết là được rồi, nói ra làm gì, dù sao cũng là người thân thiết của mình. Giữ nguyên lại, khi nào bạn ấy cưới hoặc nhà có việc thì mừng lại thôi. Thôi cưới xin cứ quay lại video đi, giờ mới vụ thế này nhiều lắm. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.